Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thoát lưỡi hái tử thần cúng Vũ Hán, tường thuật kinh hoàng của nhân chứng. Viêm phổi Vũ Hán đã len lỏi đến mọi ngóc ngách trên thế giới, làm cả triệu người trên khắp năm châu nhiễm bệnh, cả trăm ngàn người đã phải tử vong. Một điều may mắn là phần lớn người bệnh đã thoát chết khỏi viêm phổi Vũ Hán, nhưng hành trình từ cõi chết trở về không hề đơn giản. Nhiều người sau đó đã đi phải mang những di chứng suốt đời, và theo nghiên cứu mới nhất thì khi bị viêm phổi Vũ Hán cũng có thể ảnh hưởng đến não. Và hãy cùng nghe những người trong cuộc kể về khoảng thời gian đen tối trong cuộc chiến giành giật lại sự sống gam go này, mà trong đó cả những người viết gốc Việt cũng đang bị ảnh hưởng. Tammy Trần, một cư dân gốc Việt sống ở New York, vừa trải qua một cuộc vật lộn với bệnh viêm phổi Vũ Hán. Cô gọi đó là cuộc chiến với tử thần. Đây là hình ảnh cô Tammy Trần, người Mỹ gốc Việt sống ở New York, người đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán và được chữa trị khỏi bệnh. Tammy Trần là một trong số những người đầu tiên nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán ở thành phố rất đông đúc, cư dân này là New York. Và do đặc thù công việc trong ngành truyền thông, phải tiếp xúc với nhiều người, cô không hề biết mình đã bị nhiễm bệnh dịch từ đâu và từ ai đem đến. Đây là điều hết sức nguy hiểm, vì ngay cả những người không có triệu chứng của bệnh dịch nhưng thực ra họ vẫn ủ bệnh, và những người đó có thể lây nhiễm cho nhau rất nhanh. Và những triệu chứng ban đầu của cô là ớn lạnh, mệt mỏi và khó thở. Nhưng cô không chú ý nhiều mà chỉ nghĩ rằng mình bị cảm lạnh, mặc dù trước đó cũng có nghe cảnh báo từ một người bạn của cô về việc các triệu chứng của bệnh viêm phổi Vũ Hán cũng tương tự như vậy. Thì đây là điều hết sức nguy hiểm, vì có những bệnh nhân không bộc lộ ngay những triệu chứng và nhiều người đã coi thường nó, và đến khi đến phút chót thì đã quá muộn. Cô kể lại như sau: đến ngày thứ 6 khi Tammy đi làm thì tự nhiên cơn sốt và được đưa đi cấp cứu. Tammy thở không được nữa nên làm các xét nghiệm và được đưa qua nằm ở phòng ICU, tức là phòng hồi sức cấp cứu. Sau khi có kết quả dương tính với viêm phổi Vũ Hán, cô được đưa vào phòng cách ly và được hỗ trợ bằng máy thở oxy thường dùng cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện Lower Manhattan Hospital, tức là bệnh viện ở ngay khu vực cô làm. Là một trong số rất ít những người đầu tiên nhập viện hồi cuối tháng 2 khi New York mới phát bệnh, một số trường hợp đầu tiên nhiễm dịch bệnh, Tammy đã nói cô gần như là người duy nhất nằm trong phòng cách ly này. Và điều đó khá may mắn với cô, vì chỉ một thời gian sau thì những phòng cách ly như vậy đã tràn ngập bệnh nhân. Sau 14 ngày, cô hết sốt và được đưa sang phòng chăm sóc phục hồi trước khi được xuất viện vào hôm 30 tháng 3. Đây là quãng thời gian hết sức đen tối đối với cô, một thiếu nữ trẻ, người Mỹ gốc Việt. Và 14 ngày nằm trong phòng cách ly với máy thở oxy là quãng thời gian mà Tammy nói là khủng khiếp nhất cuộc đời của cô. Đây là hình ảnh Lower Manhattan Hospital, là bệnh viện nơi cô Tammy đã điều trị viêm phổi Vũ Hán ở đây trong quá trình nằm cách ly cũng như hồi phục. Lúc mới vào đó, Tammy không biết tại sao mọi người, từ bác sĩ, y tá đến những người phun khử trùng, không cho cô ngủ và cô luôn bị đánh thức dậy. Tammy cho biết như sau: bác sĩ không cho Tammy ngủ. Bác sĩ nói mình phải thức. 14 ngày đầu tiên rất là dễ sợ vì không được ngủ khi bác sĩ và y tá đánh thức mình hoài. Sau đó cô giải thích rằng máy trợ thở hoạt động khi mình thức, còn khi mình ngủ, người bệnh có thể ngừng thở và lúc đó máy trợ thở sẽ không làm việc, dẫn đến tim ngừng hoạt động và dẫn đến tử vong. Đây là điều mà cuối cùng thì cô đã hiểu ra vì tại sao bác sĩ liên tục đánh thức cô và không được phép ngủ. Mà Tammy cho biết cô được truyền nước biển để hỗ trợ cho cơ thể chống chọi lại cơn sốt, tức là cái nước cất. Cùng với cảm giác như là nằm trong nhà xác, chỉ vì có một mình nằm với bức tường trong phòng cách ly, Tammy nói đó là thời gian khủng hoảng nhất. Và đương nhiên, bất cứ ai ở trong hoàn cảnh như cô có lẽ cũng gặp tình cảm tương tự. Và Tammy đã nói như sau: mình không thể biết là mình sống hay mình chết. Mình thấy rất khó thở, hơi thở khó khăn và đau cổ, như muốn xé banh lồng ngực của mình ra. Cô miêu tả như vậy. Và ngoài ra, cô cho biết là trải nghiệm mà cô chưa bao giờ gặp trong đời, và trải qua được cơn nguy kịch này, cô thấy như người từ cõi chết trở về. Và khi người ta cận kề với cái chết thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp như thế nào. Và cô đã miêu tả cái điều mà cô đã cảm nhận được cái lúc đó. Và cô thấy rằng rất may mắn vì nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ khi bệnh viện còn vắng, không như hiện nay khi các bệnh viện ở New York đang quá tải vì lượng nhiễm bệnh nhập viện và sự thiếu thốn về y tế và thiết bị trợ thở đang diễn ra rất nhiều.
Andre Napoli, 33 tuổi, luật sư tại Roma, Italy, đã phát hiện mình cũng mắc bị viêm phổi Vũ Hán mà không có sự chuẩn bị nào. Anh không phải là bệnh nhân có nguy cơ cao mắc viêm phổi Vũ Hán. Đây là điều hết sức đặc biệt đối với người thanh niên trẻ này. Đây là hình ảnh luật sư Andre Napoli sống và làm việc tại thủ đô Roma, Ý. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh hô hấp hay các bệnh nền khác. Thậm chí Napoli thường xuyên chơi thể thao, rèn thể lực và bình thường thì sức đề kháng của anh khá tốt. Chính vì thế, khi biết tin mình bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, vị luật sư trẻ không khỏi ngạc nhiên. Và chưa đầy một tuần sau khi Thủ tướng Ý ban hành quyết định phong tỏa toàn Italia, Napoli bị ho và sốt. Đây là một triệu chứng khá đặc biệt của loại viêm phổi Vũ Hán. Và bác sĩ chẩn đoán tình trạng của anh khá tích cực nên Napoli được về nhà và tự cách ly và theo dõi thêm. Họ đồng thời cảnh báo diễn biến bệnh sẽ rất nhanh nên Napoli cần phải cẩn trọng. Vì bất cứ lúc nào thì nó nặng nề, nó nặng lên, khó thở và nếu mà không có máy trợ thở thì có thể sẽ chết. Về phía mình, anh cũng không có nhiều thay đổi trong cơ thể nên vẫn giữ thói quen làm việc này, chạy bộ và bơi lội tại nhà. Nhưng chỉ một ngày sau đó, vị luật sư Roma đã phải nhập viện vào phòng chăm sóc đặc biệt. Phổi của anh bắt đầu xuất hiện tình trạng bị viêm. Đây là hình ảnh người dân ở Rome, Italia đàn hát ngoài ban công để phá vỡ sự tĩnh lặng do bệnh lệnh phong tỏa đất nước vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Người dân Ý vốn rất vui vẻ và hiếu khách và bây giờ họ bị mất tự do bằng cách phải tự cách ly ở nhà thì đây là một cái điều hết sức đặc biệt. Và trả lời một cuộc phỏng vấn trên đài Skype với AP, Napoli đã cho hay như sau: thật không may khi biết tin mình mắc bệnh, bạn phải sống với một dịch bệnh mà không hiểu rõ về nó. Trước đó, sức khỏe của tôi khá tốt và tôi bất ngờ chỉ sau một ngày rưỡi tình trạng bệnh của mình lại diễn biến xấu nhanh như vậy. Thì đây là điều hết sức đặc biệt đối với những bệnh nhân bị nhiễm cúm Vũ Hán. Và đối với hầu hết các bệnh nhân, viêm phổi Vũ Hán gây ra các triệu chứng nhẹ đến trung bình như sốt, ho và sẽ hết sau 2 đến 3 tuần. Ở một số trường hợp đặc biệt, nhất là người lớn tuổi và những người có bệnh lý nền như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, nó có thể gây ra triệu chứng nặng hơn bởi vì nó sẽ thúc đẩy những cái bệnh nền của họ bột phát tăng lên. Nguy hiểm nhất là viêm phổi Vũ Hán và tử vong, đa số bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán đều được chữa khỏi thì nếu mà họ không có những bệnh nền quá nặng. Với trường hợp của Napoli, tình trạng bệnh của anh xấu đi nhanh trông thấy. Người đàn ông này mới có 33 tuổi mà phải trải qua 9 ngày liên tục thở bằng máy, mà nếu thiếu nó thì sẽ chết ngay. Và sau 9 ngày phải thở bằng máy và thêm 1 tuần để điều trị tích cực, luật sư 33 tuổi đã được chữa khỏi viêm phổi Vũ Hán. Anh được chuyển đến một phòng bệnh dành cho những người đang hồi phục. Tuy nhiên, sức khỏe của anh còn khá yếu. Anh tâm sự như sau: tôi thấy mệt mỏi, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Giờ đây tôi đã có thể đi lại, xuống giường, tới nhà vệ sinh, cơ bắp đau nhức sau 9 ngày nằm trên giường bệnh. Và ngoài ra, vị luật sư Napoli cũng nhớ lại và chia sẻ thêm cảm xúc của mình khi bị bệnh như sau: những gì tôi thấy là sự sợ hãi, tiếng thét từ các phòng bên cạnh, tiếng ho liên tục, nó là khoảng thời gian rất khó khăn, rất nhiều đau đớn. Ông đã nói như vậy. Và một trường hợp khác, Andy Hackrick là một người đàn ông Anh khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường. Ông dành ít nhất 3 lần mỗi tuần để đến phòng tập thể thao. Ông đôi khi gặp các triệu chứng hen suyễn và giờ đây ông đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, là một điều khá bất ngờ với ông. Đây là hình ảnh video ông Andy đã quay để chia sẻ với mọi người về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã diễn ra. Thở một cách khó khăn với giọng nói thều thào, Andy xuất hiện trong đoạn video clip được đăng tải trên YouTube và được chia sẻ trên Facebook vào hôm 22 tháng 3 theo giờ địa phương với trạng thái mệt mỏi. Người đàn ông 51 tuổi vốn dĩ khỏe mạnh và bình thường đã hoàn toàn bị viêm phổi Vũ Hán hạ gục. Sau khi được điều trị và tình trạng sức khỏe ổn định hơn, bạn bè và gia đình của Andy đã động viên ông tự ghi lại một video clip để giúp những người khác thấy được căn bệnh viêm phổi Vũ Hán gây ra nghiêm trọng đến mức nào với cơ thể của con người. Và đặc biệt, ngay cả những người trẻ và những người trung tuổi mà không có bệnh nền vẫn có thể bị mắc phải và đưa đến những hậu quả khá tai hại. Ngay sau khi đăng tải, đoạn video clip của ông đã được lan truyền trên Facebook với hơn 37.000 lượt chia sẻ. Đây là một con số kỷ lục. Và Andy sống cùng gia đình tại Wickford, Essex, tại Anh.
ông bắt đầu phát hiện ra mình bị bệnh viêm phổi Vũ Hán vào tuần trước với những cơn ho khan khiến cổ họng rất đau rát. Và gia đình Andy nghi ngờ rằng ông đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán khi đến London làm việc. Chuyến đi của ông diễn ra từ ngày 18 tháng 3 trước đó. Đây là điều nghi ngờ hết sức quan trọng vì ở đó London cũng đang diễn ra rất nhiều người bị viêm phổi Vũ Hán. Và vợ của ông, bà Nicola, cho biết rất nhiều bạn bè không thể nhận ra ông trong đoạn clip này. Bà nói, giống như mọi thứ đã rời bỏ anh ấy, mọi nguồn năng lượng, tức là ông ta bị suy sụp gần như hoàn toàn. Và ông Andy đã mô tả lại những cơn ho khan khiến cổ họng đau rát như sau. Nó sẽ đến như những đợt sóng, đôi khi bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút, và rồi nó lại đến. Nó thực sự đau đớn, không giống bất cứ thứ gì tôi từng trải qua trước đây, ông nói. Đây là hình ảnh đại diện của trang Facebook cá nhân của ông Andy, được đăng tải từ ngày 2 tháng 11 năm 2019 và cập nhật hôm 21 tháng 3 năm 2020 với thông điệp hãy ở nhà bảo vệ cộng đồng của bạn chống lại viêm phổi Vũ Hán. Ông tiếp tục mô tả, về cơ bản, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tệ và bạn sẽ cảm thấy phổi của mình thắt lại. Đau đầu, ông Andy đã trải qua một cơn sốt. Ông đi ngủ với hy vọng triệu chứng sẽ hết, nhưng vài tiếng sau ông tỉnh dậy với các triệu chứng sốt nặng hơn và không thể thở bình thường được. Con virus viêm phổi Vũ Hán này quả thực rất nguy hiểm. Và Andy đã chia sẻ như sau. Tôi đổ mồ hôi, người ướt sũng vì mồ hôi, nhưng lại thấy lạnh cóng. Cơ thể tôi không thể ấm lên và tôi trải qua một cơn khát dữ dội. Nếu bạn ho, bạn sẽ thấy rát đau, và nếu bạn muốn cười, làm ơn đừng vì nó sẽ rất đau. Cột sống của tôi đau, lưng tôi đau, cổ tôi đau. Bạn cảm thấy không còn muốn nói chuyện. Bạn sẽ thấy khó thở nếu di chuyển xung quanh. Và bạn thậm chí không muốn nhấc đầu ra khỏi gối nữa. Ông đã chia sẻ như vậy. Và mặc dù đã sử dụng thuốc hạ sốt và cả thuốc điều trị hen suyễn, nhưng tình trạng khó thở vẫn tiếp tục xảy ra với Andy. Sau khi gọi cấp cứu, ông được bác sĩ nhận định rằng các triệu chứng nhiễm viêm phổi Vũ Hán đã rất rõ ràng và ông được yêu cầu gọi lại nếu không thở được hoặc tình trạng xấu đi. Và hiện nay, tình trạng của Andy đã trở nên ổn hơn. Chứng kiến chồng mình chống chọi với dịch bệnh nguy hiểm, bà Nicolai, vợ của ông, cũng đã đưa ra lời cảnh báo với những ai chưa ý thức được mức độ trầm trọng của căn bệnh này và nó rất nguy hiểm và có thể bất ngờ đến với bất cứ ai. Bà cũng nói thêm như sau. Bạn nghĩ rằng bạn bất khả chiến bại, bạn nghĩ rằng tôi sẽ ổn thôi, tôi khỏe mà, nhưng virus chẳng quan tâm bạn khỏe hay không, già hay trẻ. Mỗi người dường như sẽ có triệu chứng lây nhiễm khác nhau. Một số người bị nhẹ, một số người bị rất nặng, một số người phải nhập viện. Và điều đáng sợ là bạn không biết bạn nhiễm bệnh khi nào. Và cũng khá quan trọng là không biết nhiễm từ đâu vì bệnh này âm thầm lan truyền và lây lan rất nhanh. Và trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều câu chuyện giành giật sự sống của viêm phổi Vũ Hán đã được chia sẻ trong suốt thời gian qua của những nhân chứng thực sự đã diễn ra và họ phải chịu những đau khổ và khó khăn cũng như đối diện với cái chết do căn bệnh này gây ra. Tôi phải chiến đấu để giành giật từng hơi thở. Tôi chỉ muốn có ai đó cứu giúp tôi. Tôi chưa bao giờ khó thở đến như thế trước đây. Thật đáng sợ khi bạn không biết rằng mình có thể ngừng thở bất cứ khi nào. Hoặc mấy giờ liền sau đó, tôi như bị chìm trong bóng tối. Chỉ có những tiếng thì thầm bên cạnh tôi và bắt đầu suy nghĩ rằng mình đã đến lúc phải đi rồi. Nhưng tôi vẫn muốn sống. Là những gì người trong cuộc đã chia sẻ lại về căn bệnh quái ác đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Và tất cả những gì họ nói đều khiến chúng ta cần phải nghiêm túc hơn trong cuộc chiến toàn cầu chống lại viêm phổi Vũ Hán. Và ít nhất hãy giữ khoảng cách với người khác và tôn trọng lẫn nhau là điều cần phải thực hiện trong thời gian tới đây. Như ông Andy kêu gọi trong clip mà ông chia sẻ đến mọi người thì những nội dung trên đã được trình bày cho các bạn cùng biết. Và cũng từ đây người dân Việt Nam sẽ càng phải thận trọng hơn khi làm ăn và giao thương và kinh doanh với một thể chế của cộng sản độc tài, ác hiểm và luôn che giấu sự thật như nhà cầm quyền tại Bắc Kinh. Vì cuộc sống của bạn và gia đình của bạn sẽ luôn đối mặt với nhiều rủi ro và những cái chết bất ngờ nếu không cẩn trọng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2020. Bản tin thoát lưỡi hái tử thần, cúm Vũ Hán, tường thuật kinh hoàng của nhân chứng. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube
và Facebook của Thời Thảo Đây để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.